Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc cháu bé 8 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh bị hành hạ dẫn đến tử vong gây bức xúc dư luận, trong phòng chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh về vấn đề này. Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm những người liên quan theo quy định của pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, công an, gia quá, thể thao và du lịch, lao động thương binh và xã hội, giáo dục đào tạo, thông tin truyền thông và quỹ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các chỉ thị số 18 ngày 16 tháng 2 năm 2017 về việc tăng cường giải pháp phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em và chỉ thị số 23 ngày 26 tháng 5 năm 2020 về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em.